Xin chào các bác ạ. Hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2019, sau hàng Nhật nội địa thì lại tiếp tục đăng lên sóng với các bác một cái chiếc máy rửa bát Nationa kính vừa về. Cái dòng máy này có tên là NP60SS6. Đây là một trong những con máy mà tại thời điểm khi nó ra mắt được rất là nhiều người chuộng và là tính năng của nó hiện đại nhất. Nó hiện đại bởi sao? Vì nó có thêm cái tia cực tím để khử khuẩn. Tia cực tím này khử khuẩn nó rất là hiệu quả. Tất cả các cái bát đũa khi mà vừa xếp đây thì máy sẽ phóng ra một cái tia cực tím này trong thời gian vừa khử khuẩn và sẽ vừa đun nước luôn, đun nước nóng. Đấy, khi đun nước nóng xong thì máy sẽ rửa và cái tia cực tím này sẽ cắt đi. Đấy. Cái máy rửa bát đối với ngày xưa thì Việt Nam mình khi chưa phát triển thì nó rất là nghe xa vời ghê gớm. Kể cả đến thời điểm bây giờ thì vẫn rất là nhiều gia đình có điều kiện nhưng mà cũng không nghĩ đến vấn đề mua máy rửa bát. Hiện tại như một vài năm đổ lại đây thì bắt đầu là cái phong trào mua máy rửa bát nó cũng rất là nhiều rồi. Mọi người không còn nghĩ là vấn đề là mua máy rửa bát về để là lười hay là gì nữa, mà mọi người bắt đầu chú ý đến cái vấn đề về sức khỏe. Khi dùng máy rửa bát này thì các bác không phải dùng đến nước rửa bát. Nó rất hiệu quả, sạch sẽ mà khi rửa xong lại sấy khô. Đối với một cái máy rửa bát bây giờ nó cũng không có gì là đắt đỏ cả. Các bác mua những con chiếc máy hàng mới thì có thể 15 20 triệu, thậm chí 3 40 triệu, nhưng đối với những cái máy Nhật hàng bãi là nó rất phù hợp với cái người Việt Nam mình sử dụng. Máy rửa được 6 bộ, phù hợp cho một gia đình 6 người ăn. Khi rửa thì rất là tiết kiệm điện nước. Cũng như ngày xưa vậy, như Việt Nam mình dùng đến cái máy giặt thì rất sợ tốn điện tốn nước, nhưng mà sau một thời gian dùng mình thấy hóa ra nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Tốn điện tốn nước chủ yếu là ở cái bình nóng lạnh và cái điều hòa thôi ạ. Cái con này em vừa về thì rất là nhiều các bác ưa chuộng. Đấy. Vừa rồi thì cũng hơi dài dòng các bác tí, nhưng mà các bác nào mà có nhu cầu mua máy rửa bát dòng bình dân mà lại đầy đủ các tính năng hiện đại thì các bác cứ lấy cái này cho em, giá có 3 triệu 8 thôi ạ. Giá 3 triệu 8 các bác nhé. Khử khuẩn bằng tia cực tím đầy đủ tất cả các tính năng rửa rửa xong sấy khô bát đũa đầy đủ tất cả máy hoạt động tất cả các máy đây máy rất là sạch sẽ em đang cho đun để rửa đấy tất cả các máy bán ra đều bảo hành 6 tháng như các bác nên là các bác cứ yên tâm sử dụng máy rửa bát Nhật này thì nó rất là lành rồi gần như không có cái gì nó to tát nó hỏng cả ở bên ngoài hình thức thì nó như này các bác nhé đây. Đấy, hình thức con này thì cũng tương đối là đẹp, cũng không có cái gì là móp méo nặng cả. Còn đối với dòng máy hàng bãi khi vận chuyển về thì nó cũng xước xát, điều này không tránh khỏi, em đã nhắc đến nhiều lần rồi. Đấy, con này là 3 triệu 8 vừa về ngày hôm nay. Bác nào có nhu cầu thì em đang test luôn đây. Bác nào có nhu cầu thì xin mời các bác. Đấy, các bác chờ một chút thì nó sẽ rửa phun, em sẽ quay tiếp cho các bác. Vâng, thưa các bác, sau cái giai đoạn mà nó đun nước và khử khuẩn tia cực tím thì bây giờ bắt đầu đã đến giai đoạn bắt đầu máy phun để rửa rồi. Đấy, nhiều các bác thì chưa biết nguyên lý hoạt động của nó thế nào thì con mang kính này các bác sẽ nhìn thấy. Đấy. Kìa, các bác nhìn nó đang phun nước kìa. Đấy. Nước đang phun này. Nó là một cái dạng máy bơm áp lực cao. Thì các bác nước bác xếp bát vào đây thì nó sẽ phun đây các bạn nhìn này. Đang rửa vẫn có thể mở ra bình thường các bác nhé. Các bác cứ xếp bát đũa vào đây. Đấy, xếp vào đây hết. Rồi bắt đầu thì máy sẽ có nhiệm vụ là nó phun nước. Các bác nhìn nhé. Con này máy cực đẹp luôn, bên trong rất là đẹp sạch sẽ. Vỏ toàn bộ còn inox hết. Con này hàng không có nhiều đâu ạ. Các bác nào mà có nhu cầu mua thì các bác lấy con này đi. Không đảm bảo là các bác dùng rất là tuyệt vời. Giá thì rất là bình dân. Đấy, các bác nhìn nó phun nhé. Đang phun này. Nhé. Rửa xong sấy khô toàn bộ luôn. Các bạn nhìn nó phun như này thì làm gì mà bát đũa không sạch ạ. Siêu sạch luôn, dùng toàn bộ nước nóng, không rửa bằng hóa chất để rửa. Các bạn mà có nhu cầu lấy chiếc này thì alo cho em nhé. Hiện tại em còn một chiếc này, cảm ơn các bạn.